Xin chào anh em, ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu cho anh em máy tập cơ bụng AB Vertical, một trong những sản phẩm bán chạy nhất của shop. Máy tập cơ bụng AB Vertical có kích thước 122 x 42 x 103 cm, trọng lượng 12,5 kg và tải trọng lên đến 120 kg. Toàn bộ khung máy được làm từ ống thép dày, có khả năng chịu lực tốt và được sơn tĩnh điện chống rỉ sét. Khung máy được thiết kế hình công thái học, phù hợp với vòng cung cuộc sống của cơ thể, giúp giảm thiểu tối đa chấn thương có thể xảy ra. Bộ phận đặt đầu gối được bọc nệm da êm ái nên anh em sẽ không phải gặp tình trạng đau chân, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Vị trí tay cầm và vị trí đặt cẳng tay khi luyện tập cũng được lót mút sơn mềm. Máy tập cơ bụng AB Vertical tích hợp đồng hồ và có chức năng hiển thị thông số như lần tập, lượng calo tiêu thụ, thời gian tập để anh em tiện theo dõi quá trình luyện tập. Máy tập cơ bụng đa năng có hệ thống chuyển động vận hành rất trơn tru dạng bánh xe nên sẽ không tạo ra tiếng ồn. Sau khi luyện tập, anh em có thể gập gọn để cất đi, vậy nên sản phẩm này rất phù hợp với những không gian có diện tích nhỏ hẹp. Anh em có thể mua máy tập cơ bụng AB Vertical để sử dụng tại nhà hoặc dùng cho phòng gym. Luyện tập với AB Vertical mỗi ngày sẽ giúp người dùng sở hữu một cơ thể hoàn hảo, cơ đùi, cơ tay săn chắc và vòng eo thon gọn, 6 múi. Cách sử dụng máy tập AB Vertical rất đơn giản. Bạn chỉ cần quỳ trên đệm di chuyển, nắm vào phần tay cầm và gồng cơ bụng kéo người lên, đồng thời di chuyển ghế lướt xuống theo đường chạy. Nếu anh em yêu thích mẫu máy tập cơ bụng AB Vertical này thì hãy liên hệ ngay với shop theo số hotline để đặt hàng nhé.